Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan, dù nhiều bộn bề lo toan với cuộc sống mưu sinh nơi xa xứ, nhưng nhiều người Việt cũng không quên dành thời gian đến chùa, thắp hương lễ Phật, cầu mong điều tốt lành nhất đến với cha mẹ, tổ tiên. Với cái công việc bận rộn như thế này thì cũng tranh thủ ngày rằm lễ Vu Lan báo hiếu cũng lên chùa để thắp nén hương cầu cho bố mẹ được bình an sức khỏe. Hàng năm vào rằm tháng 7 lễ Vu Lan thì chị hay vào chùa thắp hương, vào để cúng dường rồi là phóng sinh, cầu cho nhân loại toàn thế giới bình an, cầu cho gia đình mình bình an và các hương linh trong gia đình mình, những người đã khuất được siêu thoát. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của bà con, cũng như nhằm gìn giữ văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng người Việt, các ngôi chùa Việt ở nước ngoài đều tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu. Dù to hay nhỏ, thì đây cũng chính là dịp để bà con bày tỏ tấm lòng hiếu kính đối với các bậc sinh thành. Do một cái lý do nào đó mà chúng ta lãng sao đi cái đạo hiếu, nhưng rồi đến ngày lễ Vu Lan, ngày rằm tháng 7 này, mọi người đều phải nhớ đến công ơn cha mẹ. Khi mà cha mẹ còn ở cuộc đời với chúng ta, thì chúng ta phải nên tận tâm làm những cái điều gì đó để báo đáp, hiếu dưỡng với cha mẹ. Còn cha mẹ đã qua đời rồi thì chúng ta cũng làm những cái phước để hồi hướng công đức đó cho cha mẹ. Ở xứ sở mặt trời mọc, trong tháng 7 âm lịch, một số ngôi chùa Việt đều tổ chức đại lễ Vu Lan vào những ngày cuối tuần để du học sinh, lao động Việt có thể dành thời gian trở về chùa. Lắng động và cảm xúc, những bài chia sẻ của Chư Tôn Đức về ngày lễ Vu Lan cứ thế khắc sâu trong tâm khảm, nhắc nhớ mỗi người về công lao sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ và gửi yêu thương về quê hương. Những cầu kinh Vu Lan bằng tiếng mẹ đẻ vang vọng khắp không gian, trở thành kim chỉ nam cho mỗi người trên con đường hướng thiện, sống có ích. Lần đầu tiên con được tham dự lễ Vu Lan báo hiếu ở nơi xa xứ, được nghe sư thầy giảng về những lời Phật dạy, con thấy được sự hy sinh to lớn của cha mẹ. Và qua đây con cũng muốn cảm ơn cha mẹ rất nhiều. Là một người con xa xứ, những mùa Vu Lan như thế này, con cảm thấy nhớ gia đình rất là nhiều. Đi xa rồi con mới hiểu được những khó khăn, những sự vất vả của bố mẹ. Lúc nhỏ cũng là có đôi lúc làm cho bố mẹ buồn. Sau này khi trở về con sẽ cố gắng học cách báo hiếu, làm theo đúng từng tinh thần của người con Phật. Một bông hồng cài trên ngực áo trái là tấm lòng con trao gửi mẹ cha. Cả cuộc đời đầy lo toan vất vả, gói cho con chọn hai chữ yên bình. Đi khắp bốn phương trời, con vẫn là con của cha mẹ. Bông hồng cài trên ngực áo trong ngày Vu Lan vẫn chứa đựng những xúc cảm riêng đặc biệt. Trong không gian ấm áp, có những giọt nước mắt rơi. Có thể đó là sự hạnh phúc của bông hoa màu đỏ, và cũng có thể là sự lẻ loi, nhớ thương của bông hoa hồng trắng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mặc dù ở Việt Nam con đã tham gia rất nhiều lễ Vu Lan, nhưng Vu Lan năm nay là Vu Lan đầu tiên nơi xa xứ. Con được cảm giác được sự ấm áp của tình cảm gia đình nơi mái chùa thân thương, được nghe quý thầy, cô giảng về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Vu Lan xa xứ nhưng con không hề buồn, vì nơi đây có một mái nhà, có huynh đệ, có tình thân. Con cầu nguyện cho ba mẹ của con luôn được bình an và mạnh khỏe, để mỗi năm con vẫn được cài lên ngực áo cái bông hoa hồng đỏ thắm. Quanh năm học tập làm việc vất vả nơi xa xứ, ngày trở về với mái nhà tâm linh cũng là dịp để mọi người quây quần, chia sẻ buồn vui. Những món ăn Việt chất chứa yêu thương do chùa chuẩn bị, có thể không đúng khẩu vị như của mẹ nấu ở nhà, nhưng phần nào giúp nguôi ngoài đi nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương. Và điều đặc biệt của Vu Lan ở Nhật Bản đó là số lượng người trẻ tham gia rất là đông. Do tình hình người Việt Nam gần đây tại Nhật Bản tăng lên rất nhiều, hiện tại ở Nhật Bản có gần 500.000 người Việt, và trong đó có hơn 2/3 là những người trẻ xa xứ. Chính vì lẽ đó, trong các hoạt động của ngày lễ Vu Lan, nhà chùa tập trung vào việc giáo dục, hướng dẫn cho các em Phật tử trẻ biết thêm về công đức của cha mẹ, cũng như cách báo hiếu một cách đúng cách, đúng mực của một người con Phật. Con dù còn lớn bao nhiêu tuổi thì vẫn thật nhỏ bé trong mắt cha mẹ. Tại đại lễ Vu Lan với chủ đề Đôi Vầng Nhật Nguyệt tại chùa Viên Ngộ, Hàn Quốc, hàng trăm Phật tử đủ mọi lứa tuổi, giới tính từ khắp nơi trên đất nước Kim Chi đã tề tựu về đây để đón một mùa Vu Lan đầy ý nghĩa.
những bài pháp thoại về trách nhiệm của người làm cha mẹ, giúp mọi người hiểu thêm thâm ân của hai đấng sinh thành, cũng như học cách để làm một người cha, người mẹ thiện lành. Đặc biệt, thông qua chương trình lễ rửa chân cho cha mẹ, các Phật tử đã có cơ hội bày tỏ lòng hiếu kính, cảm nhận những gian lao nhọc nhằn in hẳn lên đôi bàn chân gầy guộc của cha mẹ. Tôi rất cảm ơn ngày lễ Vu Lan. Lúc bây giờ tôi là còn 69 tuổi, cho nên rất hoan nghênh tinh thần của các thầy Phật tử của Việt Nam và các thầy đã tổ chức tại Hàn Quốc. Rất mong các thầy, các Phật tử duy trì để cha là mẹ mà các con đi làm đạo hiếu làm con. Nhắc đến cha mẹ thì chẳng biết bao nhiêu lời ngợi ca cho đủ. Chính bởi vậy, tình yêu sự trân trọng ấy còn được gửi gắm qua giai điệu thân thương. Đêm nhạc Vu Lan nơi xa xứ giúp mỗi bà con sống trong không gian đậm chất tình, thêm trân quý những phút giây còn có cha, có mẹ bên đời, còn được tận hưởng cả một bầu trời yêu thương dịu ngọt. Và ghi nhớ rằng, cha mẹ là đôi vầng nhật nguyệt mãi dõi theo, che chở cho con trong suốt cả cuộc đời. Nhưng cái ngày Vu Lan là cái ngày nhắc nhở lại, sợ chúng ta quên, cho nên cứ mỗi năm chúng ta làm để chúng ta nhắc nhở. Chứ thật ra thì ngày nào cũng là ngày Vu Lan, và ngày nào cũng là ngày báo hiếu, và ngày nào cũng là ngày mà chúng ta nhớ ân đức sinh thành của cha, của mẹ, của mình. Thì như thế chúng ta mới trọn vẹn. Và sự báo hiếu tối thượng nhất, sự báo hiếu tốt đẹp nhất, không gì hơn là chúng ta sống cho thật tốt để cho cha mẹ của mình được an vui. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Bởi vậy, ở Cộng hòa Liên bang Đức xa xôi, mỗi năm khi những ngôi chùa Việt tổ chức đại lễ Vu Lan, là bà con từ các nước lân cận và trong nước Đức lại không quản ngại đường xá xa xôi đến dự. Đơn thuần họ chỉ muốn cùng nhau diễn tà áo dài truyền thống, cùng tụng bài kinh Vu Lan bằng tiếng Việt, dõi theo những nghi lễ truyền thống Phật giáo Việt. Thời gian ngắn ngủi chỉ vài tiếng đồng hồ, nhưng thật đáng quý với kiều bào xa quê, những người con Việt luôn một lòng hướng về quê mẹ. Và trong thời gian tới, Đoàn Chư Tôn Giáo Phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có chuyến công tác tại châu Âu nhân dịp lễ Vu Lan, thăm và tổ chức đại lễ báo hiếu tại các ngôi chùa Việt. Điều này vừa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, vừa góp phần giữ gìn và lan tỏa nét đẹp văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt. Tại mỗi quốc gia, các nghi thức trong đại lễ Vu Lan dù có thay đổi một chút để phù hợp với các phong tục tập quán nơi đó, thì cốt lõi vẫn là sự nhắc nhớ, tri ân hai đấng sinh thành nói riêng, tứ trọng ân nói chung và nguyện cầu những điều an lành gửi về quê hương.